Tham gia trò chơi vòng quay ở công viên, nhóm bạn trẻ không ngờ mình sắp phải đối mặt với tử thần. Mới đây, một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến dân mạng rùng mình bởi những gì diễn ra với nhóm sinh viên. Theo tìm hiểu, sự việc trên xảy ra tại một công viên ở Uzbekistan từ 4 năm trước. Nhóm bạn trẻ gồm 4 người đã rủ nhau đi trải nghiệm trò chơi mới vào dịp cuối tuần và bắt gặp chiếc xích đu hai người khá thú vị. Hai trong số họ đã ngồi lên thắt dây an toàn và sẵn sàng trải nghiệm mới mẻ. Tuy nhiên, họ không bao giờ tin được điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Một người bạn đã cầm chiếc điều khiển trên tay và bắt đầu tạo đà cho cả hai xuất phát. Ở những vòng quay đầu, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ và cả hai có vẻ rất phấn khích, khiến cô bạn quay clip cũng cười rất to. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, vòng quay đột ngột tăng tốc một cách bất thường. Nó nhanh đến nỗi chàng trai phải hét lên: "Cứu tôi với, hãy dừng lại." Trớ trêu thầy, chiếc điều khiển mà người bạn đang giữ cũng gặp trục trặc, khiến anh này hét lớn gọi trợ giúp. Lúc bấy giờ, hai người trên đu quay đã hoàn toàn im lặng. Họ nhắm mắt chịu đựng những vòng quay với tốc độ kinh hoàng, thậm chí không thể mở miệng ra để tiếp tục kêu cứu. Không khí lúc đó vô cùng căng thẳng khi những người bên dưới đang tìm mọi cách để dừng vòng quay quái gở này lại bằng cách đập mạnh vào bộ điều khiển. Đoạn video đã không quay đến cuối, nhưng theo một nguồn tin cho hay, vòng quay đã được dừng lại sau đó vài phút và cả hai người họ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng gần như bất tỉnh. Qua chẩn đoán, các bác sĩ xác định cả hai bị vỡ mạch máu mắt, xuất huyết não và cần gấp rút tiến hành phẫu thuật để kéo dài sự sống. Công viên này sau đó đã bị chính quyền phong tỏa và buộc dừng mọi hoạt động vì không đảm bảo an toàn cho du khách. Sau khi xem qua đoạn video, rất nhiều người dùng mạng đã cảm thấy vô cùng ám ảnh dù chỉ đang xem qua màn ảnh nhỏ. Dưới đây là một số bình luận được dân mạng để lại: "Thật đáng sợ, nó làm tôi cảm thấy ngộp thở, không thể tưởng tượng nổi lại có một trò chơi kinh hoàng đến thế. Tôi được biết để trở thành phi công họ cũng phải trải qua những bài thi tương tự, nhưng với tốc độ này thì thật sự hết cứu. Thật đáng thương cho hai sinh viên kia, cầu mong họ vẫn khỏe mạnh." Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tin 3 phút bí ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tin 3 phút chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.